mạng xã hội bùng nổ với phim cám, nữ chính gây choáng vì diễn quá đỉnh, lời thoại lại nhận về loạt chê bai. Sau ngày ra mắt đầu tiên, cám đang nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn từ khán giả. Không ngoa khi nói cám là dự án phim điện ảnh Việt được khán giả mong chờ nhất tháng 9. Mới đây, phim đã chính thức ra mắt tại phòng vé, ngay lập tức tạo ra cơn sốt với doanh thu cao và nhận về nhiều review từ khán giả. Chỉ sau đúng một ngày phát hành, tính đến 0 giờ ngày 21 tháng 9, doanh thu của cám đã vượt mốc 20 tỷ. Một con số không hề nhỏ với tình hình phim Việt thời gian gần đây. Trên các nền tảng mạng xã hội, hiện cám đang là một chủ đề rất được quan tâm. Vô số những khen chê từ cả khán giả lẫn người trong ngành. Đáng mừng khi khá nhiều các review ban đầu theo chiều hướng tương đối tích cực, không ít khán giả dành lời khen cho tác phẩm này. Nhất là phần thể hiện của cô cám Lâm Thanh Mỹ, choáng ngợp với màn thể hiện của Lâm Thanh Mỹ. Dạo một vòng các nền tảng mạng xã hội, dễ thấy đa phần các review của khán giả đều dành lời khen cho cô cám. Được biết, Lâm Thanh Mỹ coi cám như một dự án để đánh dấu sự trưởng thành của chính mình. Không còn là cô bé đáng sợ nhất màn ảnh Việt, Thanh Mỹ được nâng cấp thành thiếu nữ đáng sợ nhất với màn hắc hóa quá xuất sắc trong phim. Người xem được Lâm Thanh Mỹ đưa đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác thông qua màn thể hiện vô cùng thuyết phục hai giai đoạn của nhân vật cám. Cơn mưa lời khen cho bối cảnh, tạo hình nhưng còn nhiều yếu tố gây tranh cãi. Bên cạnh một số bình luận cho rằng tạo hình của phản diện chính, quỷ bạch lão, không mấy đáng sợ thì đa phần khán giả đều đánh giá cao phần nhìn của cám. Từ bối cảnh đặc sắc, việc ekip tỉ mỉ tái hiện lại hình ảnh làng quê Việt Nam xưa với sân đình, ao sen, lễ hội. Đến phần tạo hình của các nhân vật đều được cư dân mạng đánh giá cao. Bên cạnh những review khen ngợi nữ chính hay phần nhìn thì trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều những đánh giá về độ đẫm máu, ghê rợn của bộ phim. Khán giả chia phe, một số cho rằng cám không quá hề đáng sợ nếu so với chính những tác phẩm trước đây của đạo diễn Hoàng Quân. Số khác lại bất ngờ trước độ rùng rợn của tác phẩm. Kịch bản phim cũng vấp phải một số ý kiến tranh cãi khi nó bị cho là hơi lê thê và cố gắng cài cắm những chi tiết kinh điển của cổ tích tấm cám một cách khá khiên cưỡng. Đặc biệt phần thoại phim khiến không ít khán giả thất vọng vì khá gượng ép. Bên cạnh đó, diễn xuất của một số diễn viên cũng gây lấn cấn, nhất là nam thứ Doãn Hoàng, người vào vai Bờm. Dù có phần tạo hình ấn tượng và biểu cảm không tệ nhưng đài từ của anh lại rất phá mút, nhất là trong những cảnh cao trào cảm xúc, phải thể hiện sự sợ hãi của nhân vật. Cám là dự án điện ảnh được thực hiện bởi ekip Tết ở làng địa ngục và kẻ ăn hồn từ đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Bộ phim hiện đang công chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc.